chương 1 đối với trời dựng thẳng ngón giữa cũng có thể khóa lại hệ thống nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio quá đáng sợ a à, lương ngươi làm sao vậy a à. cứu mạng a à. vô số tiếng thét chói tai cùng tiếng còi xe vang lên phá vỡ bầu không khí sáng sớm yên lành bên trong khu phố nhỏ thanh dương vài tên sinh viên nổi điên trên mặt thì nhúng máu điên cuồng hướng về phía người qua đường phát động công kích Người dậy sớm tập thể dục buổi sáng đi ngang qua đây không đề phòng, bị cắn chết, cắn bị thương vô số, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu cùng tàn nhẫn. Một màn này cùng với cảnh tượng bên trong tre sai Evil không khác nhau là bao. Người ngã xuống liều mạng hướng về phía xung quanh kêu cứu, quả thật đúng là có người nhiệt tình chạy lại hỗ trợ, ân, ừ, cho đến khi cổ họng của bọn họ bị xé mở, zombie vây tới đem đồ ăn của chúng phân chia cho nhau. Mấy người chạy chậm, đều rối rít rơi vào kết quả giống nhau. Bọn họ đều điên. Hết thảy đều điên cả rồi. Người quan sát đang rối rít đóng lại cửa chính, lựa chọn cách gọi điện thoại báo cảnh sát. Chu Dương thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu một cái, những người này không nhìn tin tức mới sao? Từ 3 giờ sáng hôm nay, bên trong tầng khí quyển bao phủ một tầng sương mù màu tím, tung khắp mọi ngõ ngách trên toàn thế giới, điều này khiến cho các đại quốc gia phải coi trọng không chờ bọn họ dùng các biện pháp khắc phục, cảnh tượng dạng Reside Evil này liền phát sinh. Thế giới, con người ở các ngõ ngách thì đang rối rít bị cuốn vào, biến thành zombie quái vật tương tự trong các phim ảnh, hệ thống các quốc gia đã triệt để sụp đổ. Cả thế giới đều lộn xộn, không thể không nói bộ lòng của những người này quả thật rất lớn. Chỉ cần bọn họ mở điện thoại di động lên, thậm chí là mở ra danh sách bằng hữu, là có thể lý giải được bây giờ trên thế giới có bao nhiêu tàn khốc. May nhờ Chu Dương là con cú đêm, đọc tiểu thuyết không đến 3, 4 giờ sáng thì sẽ không ngủ, lúc này mới ngay lập tức phát hiện ra dị trạng, nếu không sáng sớm hôm nay cũng sẽ trở thành xui xẻo một thành viên. Ân, cảm tạ tu tiên, pháp lực vô biên. Trong nhà không có chuẩn bị quá nhiều thức ăn. Chu Dương quay đầu nhìn lại thức ăn dự trữ của mình, còn dự tính giữa trưa sẽ đi mua sắm thức ăn, hiện tại hết thảy đã đều trễ. Mà thế cứ như vậy phát sinh ngay cả cơ hội cho chính mình chuẩn bị cũng không có chu dương đối với trời giơ ngón tay giữa lên ken phát hiện mục tiêu có hành động phù hợp với yêu cầu khóa lại của hệ thống mỗi ngày nhặt bảo rương hệ thống khóa lại bên trong đối với trời dựng thẳng ngón giữa cũng có thể khóa lại hệ thống không nghĩ đến ta cũng có một ngày khóa lại hệ thống ta quả nhiên là người được trời chọn chúc mừng túc chủ khóa lại hệ thống thành công Mỗi ngày nhặt bảo rương hệ thống có cái chức năng gì? Chu Dương với tư cách là người có kinh nghiệm lâu dài đọc tiểu thuyết, hiển nhiên biết rõ hệ thống là thứ gì, hắn đối với mình vừa mới lấy được ngón tay vàng như thế cảm thấy rất hứng thú. Hệ thống nổ nhiên tại các ngõ ngách trên toàn thế giới tung ra vô số bảo rương, chỉ có túc chủ mới có thể mở, mở ra bảo rương sẽ thu được phần thưởng phong phú. Ví dụ như vũ khí lạnh, vũ khí nóng, vũ khí tương lai, điểm thuộc tính, dị năng truyền thuyết thần thoại vật phẩm vân vân, bảo rương phẩm cấp càng cao, lấy được bảo vật càng phong phú. Bảo rương đẳng cấp chia làm phổ thông, hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương, truyền thuyết, thần thoại chính cái cấp bậc. Đẳng cấp càng cao, số lượng càng thưa thớt, túc chủ có thể săn giết zombie, thu được tích phân, tăng bảo rương lên đẳng cấp. Chu Dương trên mặt hồi hộp, chỉ cần nhặt bảo rương là có thể biến cường, quá đơn giản. Hơn nữa giết chết zombie lấy được tích phân còn có thể đề thăng bảo vật, phẩm chất của bảo rương được đẩy tăng lên trên diện rộng. Nếu như có thể mở ra bảo rương cấp độ thần thoại, không biết có thể mở ra cái gì kinh thiên động địa bảo vật, hắn rất chờ mong. Hệ thống tân thủ gói quà cấp cho bên trong. Chúc mừng túc chủ thu được một cái hoàng kim bảo rương, phải chăng mở ra? Mở ra. Chu Dương xoa xoa đôi bàn tay, vội vã nói. Hắn cũng muốn biết hoàng kim bảo rương đẳng cấp này có thể mở ra bảo vật gì? Chúc mừng túc chủ thu được dị năng nước nóng. Dị năng nước nóng. Đánh giá đẳng cấp dị năng cấp độ B đẳng cấp. LV1 hiệu quả 1. Triệu hoán một mét khối nước nóng trăm độ C để cho túc chủ sử dụng, có thể tự do biến ảo hình thái, đối với mục tiêu phát động công kích, phạm vi thao tác tối đa 10M. Hiệu quả 2. Bách bệnh không sinh, thời gian dài uống có thể giải trừ bị nhiễm virus, bao gồm virus sinh hóa. Hiệu quả 3 Tăng lên trên diện rộng năng lực tự khỏi bệnh cùng với tốc độ khôi phục thể lực. Chú thích Trạng thái không tốt, sinh bệnh bị cảm, bị nhiễm virus sinh hóa, túc chủ nhớ uống nhiều nước nóng. Vốn là Chu Dương còn đối với đánh giá đẳng cấp của dị năng nước nóng cảm thấy giật mình, nước nóng dù nhìn thế nào cũng không giống là dị năng cao đẳng, làm sao có thể đánh giá là dị năng cấp độ b lẽ nào là hoa mắt cho đến khi nhìn thấy nước nóng có thể bách bệnh không sinh sau đó còn giải trừ virus sinh hóa mắt hắn sáng ngời hiện tại là tận thế rồi bên ngoài đâu đâu cũng có zombie quái vật nếu không muốn bị vây tại một chỗ thì không tránh khỏi sẽ cùng zombie phát sinh mâu thuẫn zombie đáng sợ nhất không chỉ là bọn họ không có lý trí công kích qua loa dù cho bọn họ mạnh hơn nữa lúc còn sống cũng là loài người mất đi trí tuệ thiên phú cường đại nhất của nhân loại thì sẽ có thừa biện pháp đối phó với zombie làm người khác đau đầu nhất chính là zombie mang trên người virus sinh hóa nếu đụng phải sẽ bị nhiễm liền trở thành một thành viên trong đại quân zombie có dị năng nước nóng sau này mình không cần phải sợ hãi zombie virus lây nhiễm nước nóng vạn năng ken gợi ý của hệ thống phòng bếp phát hiện phổ thông bảo rương ken gợi ý của hệ thống ngoài cửa cách 10 mét phát hiện hắc thiết bảo rương. Liên tục tiếng gợi ý của hệ thống vang lên, hành trình nhặt bảo rương bắt đầu. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 2 Ta mời các ngươi uống nước nóng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Chu Dương trước tiên là tìm được phổ thông bảo rương trong phòng bếp, đó là một cái vali hư ảo lớn chừng bàn tay, lặng lặng chờ đợi chủ nhân của nó mở ra. Chúc mừng túc chủ mở ra phổ thông bảo rương, thu được vũ khí. Hán kiếm bát diện, phải chăng rút ra. Vũ khí lạnh. Chu Dương vốn là sững sờ, lựa chọn rút ra. Chính giữa tầm tay, nhiều hơn một cái dài chừng 110cm, ước chừng nặng khoảng 3 trường kiếm. Tiện tay quơ múa, lưỡi kiếm phá vỡ không khí, mang theo âm thanh xé gió ác liệt. Lưỡi kiếm mạnh mẽ trảm ở một bên trên cửa gỗ, không có tiêu hao quá nhiều khí lực, cửa gỗ dễ như trở bàn tay bị hán kiếm bát diện chém ra một cái lỗ thủng, thân kiếm đâm vào trong cửa gỗ. Rất không tồi. Nghĩ không ra phổ thông bảo rương liền có thể thu được loại binh khí này, hệ thống đưa ra đồ vật, tất nhiên thuộc dạng tinh phẩm, không có cây gà. Đúng rồi, bên ngoài còn có một cái hắc thiết bảo rương, khẳng định có thể mở ra thứ càng tốt. Mặc dù bên ngoài có zombie, nhưng Chu Dương vừa thu được dị năng nước nóng, còn có hán kiếm bát diện trên tay, lòng tin tăng cao dù có gặp phải zombie cũng dám chính diện nhất lên một làn sóng dị năng nước nóng để cho hắn không cần sợ hãi virus sinh hóa miễn trừ nỗi lo về sau còn có cái gì phải lo lắng chu dương không có tùy tiện xông ra hắn quan sát tình huống bên ngoài một lúc mặc dù có ba con zombie quanh quẩn vẫn còn đang nằm trong phạm vi nguy hiểm hắn mở cửa cửa phòng hướng về phía bên ngoài đi ra may nhờ chỗ ở của hắn là lầu một nếu không lại gia tăng không ít phiền toái. tiểu tử này điên rồi sao? hắn chẳng lẽ là muốn chết hay sao? lẽ nào không nhìn thấy người bên ngoài đã điên hết rồi sao? vừa mới ăn xong vài người. ngu ngốc, có lẽ hắn sẽ hấp dẫn quái vật ở phụ cận tới a. À? không có ai đối với chu dương lên tiếng nhắc nhở, lạnh lùng nhìn chu dương, phản phất có thể thấy được chuyện sắp xảy ra kế tiếp. đúng như dự đoán, bảy tám con zombie đem huyết nhục ở trên thi thế người vừa té xuống đất gặm ăn thất thất bát bát bụng không ngừng lớn hơn một vòng nhìn qua như mang thai chín tháng zombie không có lý trí không đem người trên mặt đất toàn bộ nuốt mất tuyệt đối không bỏ qua chu dương cứ việc hạ thấp tiếng bước chân nhưng vẫn đưa tới chú ý của đám zombie bọn họ ngẩng đầu lên tuy hàm răng bị máu tươi nhụm nhiều vòng nhưng vẫn có thể thấy trong kẻ răng còn có thịt sống nhìn qua kinh khủng dị thường Zombie từ bỏ trên bãi thịt hầu như gần hết, chỉ còn lại bộ xương của gia hỏa xui xẻo, hướng phía Chu Dương chạy như bay tới. Mặc cho bọn họ mang bụng bự, tốc độ lại không có bị ảnh hưởng quá lớn, từng cái từng cái chạy cùng người trưởng thành càng nhanh hơn. Có thể nhìn ra được, sau khi người biến thành zombie, thuộc tính tự hồ đã nhận được cường hóa, lại phối hợp không biết mệt mỏi, thêm vào hành vi điên cuồng công kích, xác thực rất làm người đau đầu. Đương nhiên, đây là đối với người bình thường mà so sánh, không bao gồm Chu Dương. Vừa vặn, ta muốn thử một chút dị năng nước nóng mới chiếm được ra sao, hy vọng cấp độ B dị năng đừng để cho ta thất vọng. Đám zombie cách Chu Dương càng ngày càng gần, rất nhanh đã tiếp cận Chu Dương trong phạm vi 10M, đây cũng vừa vặn là phạm vi dị năng nước nóng có thể phát huy tác dụng. Zombie, ta mời các ngươi uống nước nóng. Một thước vuông đoàn nước nóng ngưng tụ tại trước mặt Chu Dương, biến ảo hình dáng một chút xíu, cuối cùng biến thành tám cái thủy tiễn, hướng phía zombie bay gấp tới. Thủy tiễn đột nhiên đánh vào trên đầu zombie, nhìn như nhu nhược thủy tiễn, nhưng lại bạo phát ra lực đạo vượt quá tưởng tượng, đầu zombie phản phất nổ lên như dưa hấu, từng cái từng cái biến thành thi thể không đầu mới chịu ngã xuống đất. Chu Dương dù sao cũng là lần đầu tiên điều khiển, khống chế không được tinh tế, chỉ có 5 con zombie nổ tung đầu, có hai con thì bị bắn trúng vào cánh tay, con còn lại thì bị bắn vào chỗ dưới rốn một gang tay, nhưng bọn nó vẫn tiếp tục cố mà vọt tới. Các ngươi không có cơ hội. Chu Dương lần nữa thi triển nước nóng dị năng, lại là ba mũi tên nhọn ngưng tụ ra. Đúng lúc ba tên zombie nhào tới Chu Dương phạm vi 2 mét, thì có thể cảm nhận được mùi hôi thối cùng huyết tinh, mũi tên nhọn nước nóng đã tới trước một bước xuyên thủng đầu của bọn nó. Tự hồ có chút chi nhiều hơn thu. Chu Dương vẫy vẫy tay ngẩng đầu ra, Ngưng tụ ra một đoàn nước nóng uống vào, cảm nhận nhân tài cảm giác thư thái rất nhiều. Uống nhiều nước nóng thật sự là thoải mái a. À. Chúc mừng túc chủ đánh chết zombie, thu được 8 điểm tích phân. Thời điểm Chu Dương đi tới vị trí hắc thiết bảo rương, đồng dạng nhìn thấy là một cái hư ảo bảo rương, màu sắc là màu đen, hình thể cũng so với phổ thông bảo vật lớn hơn một vòng. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo rương, thu được lực lượng 3 một dòng nước ấm truyền vào thân thể nhìn trông như cánh tay mảnh khảnh hơi tăng lên một vòng có thêm vài nét cơ bắp hình dạng ngay cả nắm ở trong tay hán kiếm bát diện trọng lượng giống như trở nên nhẹ đi không ít tiện tay đang cầm hán kiếm bát diện liền vẽ lên mấy đường cong trên không vô luận là lực lượng hay là tốc độ chém đều được tăng lên túc chủ chu dương lực lượng mười thể chất năm nhanh nhẹn sáu tinh thần Bảy năng lượng 30, 70 dị năng. Cấp độ B dị năng nước nóng, LV1, vũ khí. Hán kiếm bát diện đạo cụ. Không có tích phân. Tám mình tựa hồ cùng zombie tay không choảng nhau cũng không có vấn đề. Chu Dương cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, lòng tự tin tăng cao, tính toán vung một tay không cùng một tay cầm hán kiếm bát diện đánh cận chiến. Nằm nhân liền một chữ, mãn. Mãn liền xong chuyện còn có zombie lạc đàn nào nữa sao? Để cho ta luyện kiếm. Ken, gợi ý của hệ thống, phía trước 30M phát hiện phổ thông bảo rương. Ken, gợi ý của hệ thống, hướng đông nam 100M phát hiện hắc thiết bảo rương. Ken, gợi ý của hệ thống, trong căn phòng số 202 ở tòa nhà 18 tầng phía trước phát hiện thanh đồng bảo rương. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 3 Bảo rương đề thăng phẩm chất nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Gia hỏa này là Super Hero sao? Hắn thật sự đang nắm giữ dị năng. Gia hỏa lúc trước nhìn Chu Dương như nhìn người chết, rối rít trợn tròn mắt. Vốn nghĩ là mình sẽ nhìn một chút vở kịch hay, không nghĩ đến trong nháy mắt mình liền bị bối rối. MF, ngưu bức. Chẳng cách lá gan hắn lớn như vậy, nguyên bản là giác tỉnh dị năng. Hắn cuối cùng làm sao thức tỉnh dị năng? thật muốn biết a à? quá lợi hại đại lão không biết ngươi có thu tiểu đệ hay không soái ca ngươi có cần có bạn gái hay không ta có thể thực hành trên trăm loại tư thế bọn họ nhìn tới bóng lưng chu dương vừa có hâm mộ cũng có ghen tị hiện tại là tận thế rồi dựa vào thực lực mới là cường đại nhất nhưng nếu bọn họ cũng có thể cũng giống như chu dương một dạng nắm giữ dị năng nhất định sẽ trở thành nhiều chú ý của cả thế giới không chỉ có thể hảo hảo ở tại tận thế sống tiếp còn sẽ có biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp dân mình báo đáp có thể đi theo chu dương trở thành tiểu đệ của hắn đây cũng chính là thiên đại kỳ ngộ a à. không chờ bọn họ xuống lầu tới gần chu dương chu dương đã biến mất liền bóng lưng đều không thấy được thu tiểu đệ thức tỉnh dị năng không tồn tại hắn sẽ không thu lấy một ít gánh nặng bên người ở bên ngoài tân tân khổ khổ thu thập được vật liệu vô duyên vô cớ tiện nghi người khác, lẽ nào cũng bởi vì ngươi hô câu 666 sao? Ngây thơ. Nếu hắn có muốn thu, cũng sẽ xem xét mấy cái xinh đẹp mỹ nữ, làm ấm chăn chi mình vẫn không tệ, còn đối với người bình thường, hắn mới sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hắn Chu Dương chỉ là dân cư của một khu phố, không có thể cứu vớt thế giới rộng lớn, hắn chỉ muốn sống khỏe mạnh, tiêu giao tự tại, người khác sống chết cùng hắn có quan hệ gì? túc chủ phát hiện phổ thông bảo rương, phải chăng mở ra. Gợi ý của hệ thống, túc chủ nắm giữ tích phân, hao tốn một điểm tích phân có thể đem phổ thông bảo rương phẩm chất thăng lên làm hắc thiết bảo rương. Một điểm tích phân là có thể biến thành hắc thiết bảo rương. Hệ thống, cơ chế tích phân đề thăng bảo rương là cái gì? Chu Dương hiện tại còn không thể hiểu được cơ chế thăng cấp phẩm chất bảo rương, mở miệng dò hỏi. Gợi ý của hệ thống phổ thông bảo rương đề thăng lên hắc thiết bảo rương cần một điểm tích phân, hắc thiết bảo rương đề thăng đến thanh đồng bảo rương cần 10 điểm tích phân, thanh đồng bảo rương đề thăng đến bạch ngân bảo rương cần tích phân tăng gấp 10 lần. Chẳng trách lúc trước mở ra hắc thiết bảo rương thì hệ thống không có đề kỳ, nguyên lai là tích phân không đủ. Thăng lên làm hắc thiết bảo rương. Hắc thiết bảo rương lúc trước cho mình tăng lên 3 điểm thuộc tính, phi thường không tồi, trái lại phổ thông bảo rương chỉ cho hán kiếm bát diện, thuộc tính càng thêm có lợi. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo rương, thu được tinh thần ba. Đầu trở nên càng thêm minh mẫn, nhìn nhận sự vật chung quanh cũng được thay đổi càng thêm rõ ràng, giác quan nhạy cảm hơn. Tinh thần, thật không tệ. Dị năng nước nóng của Chu Dương cùng tinh thần có liên hệ mật thiết, tinh thần càng mạnh, phát huy được hiệu quả càng tốt. Mở ra thuộc tính bản vừa nhìn, năng lượng trị biến thành 70 đạt tới giới dạng, Điều này đại biểu nước nóng dị năng bay liên tục đạt được đề thăng, càng thêm lâu dài. Chúc mừng Túc chủ mở ra hắc thiết bảo rương, thu được nhanh nhẹn 3. Cặp chân trở nên nhẹ nhàng linh hoạt, nhịp bước có lực trở nên vững vàng, phản phất có sức lực dùng thoải mái. Thuộc tính trị thật có lợi a. Tăng lên tố chất thân thể, hiệu quả lập tức rõ ràng, mở 180 cái rương, hắn chẳng phải trở thành siêu nhân. Không giống với hắn kiếm bát diện loại ngoại vật này. Thuộc tính có thể kèm theo cả đời, tuyệt đối là sự tính toán hợp lý. Chu Dương ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía phương xa tòa nhà 18 tầng. Hắc Thiết Bảo Rương có thể thu được thuộc tính, như vậy Thanh Đồng Bảo Rương như thế nào a? À? Mở ra Thanh Đồng Bảo Rương lại có thể được bảo vật gì a? À? Trước mắt có một cái bảo rương như vậy, rất nhanh có thể có được kết quả mong muốn. Tòa nhà khóa cửa, Chu Dương cũng vô pháp vào trong, hắn ấn lấy cái nút ấn bên cạnh mong đợi có người mở cửa cho mình. Hồi lâu không có ai đáp ứng, phản phất tòa cao ốc này bên trong không có một người sống. Nếu không có ai mở cửa cho ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Dương dơ lên trong tay hán kiếm bát diện, hướng về phía cửa sắt vị trí tầm khóa đập tới. Hai vật giao nhau, phát sinh tiếng vang cực lớn, cách mấy trăm mét đều có thể rõ ràng nghe thấy. Vô số người may mắn còn sống sót hướng ánh mắt chú ý về tại đây, ngay cả zombie phụ cận cũng rối rít hướng phía vị trí Chu Dương chạy tới. Nhiệt thủy tiễn, tên gọi chiêu thức của hắn mới nghĩ ra. Không đợi zombie tiếp cận, từng đạo thủy tiễn đã xuyên thủng đầu của bọn nó. Việc dùng dụ năng nước nóng ngày càng nhiều, giúp năng lực trưởng khống của Chu Dương ngày càng càng mạnh. Hôm nay bên trong phạm vi 10M hắn đã có thể làm được tiễn vô hư phát. Tức không phát nào hụt, chỉ đâu đánh đó. Bên trong hành lang tòa nhà truyền đến âm thanh nặng nề bước chân, từng cái zombie từ trong hành lang chạy ra. Lần này Chu Dương không có tiếp tục cho dùng dị năng nước nóng, tuy tiêu hao số lượng năng lượng không nhiều, nhưng mà hắn giờ hắn kiếm bát diện lên xuyên qua khe cửa sắt, từng kiếm từng cái zombie, chém nổ đầu của bọn nó. Chúc mừng túc chủ đánh chết zombie, thu được 13 điểm tích phân. Giết zombie chỉ là đơn giản như vậy chu dương lần nữa giơ lên hán kiếm bát diện hướng về phía cửa sắt chém lên một phát kiếm tiếp tục lại một phát kiếm tại trên cửa sắt lưu lại viết tích sâu đậm ngược lại trên lưỡi kiếm hán kiếm bát diện không thấy lỗ hổng không có nửa điểm hư hại có thể thấy hệ thống cho ra vũ khí chất lượng tốt bao nhiêu cửa sắt không chịu nổi lực đạo trực tiếp bị chu dương bạo lực xé mở hắn từ cửa chính đi vào thời điểm thu hoạch chiến lợi phẩm của mình đến rồi rồi thanh đồng bảo dương ta đến đây áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 4 Ta có một cái ý nghĩ to gan. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Trình Khả Nhi rất yêu thích chơi Weibo cùng uy chát mô Mỗi ngày thức dậy với tinh thần tràn đầy năng lượng, dậy sớm chuyện thứ nhất phải làm chính là chụp một tấm hình thật xinh đẹp rồi đăng lên uy chát mô cùng bên trong Weibo. Mỗi khi nhìn thấy fan bình luận khen một chút cùng với các lượt thích đều làm cho thâm tâm nàng đạt được hư vinh cùng với mãn nguyện cực lớn. Hôm nay có một việc để cho nàng bất ngờ, chú tâm phê ép hình ảnh thật lâu để tung ra nhưng lại không có một ai khen đến một lời, dẫn đến bữa ăn sáng đều ăn nổi. Lẽ nào đã có một tên yêu diễm đê tiện nào nào đoạt đi sự nổi tiếng của ta? Mãi cho đến nàng mở ra Weibo cùng WeChat moment mới bất ngờ nhận được tin tức, Reside Evil đến, bao phủ toàn thế giới, toàn cầu ít nhất có 7-8 thành nhân loại trở lên đã biến thành zombie quái vật, thế giới triệt để lọc vào trong bóng tối. Mới đầu nàng còn tưởng rằng có người đùa, lần lượt gọi điện thoại hỏi thăm bằng hữu, kết quả để cho nàng lọt vào hầm băng. Liên tiếp hơn 20 cú điện thoại được đánh ra, đáp lại chỉ có hai cái, những người khác toàn bộ mất liên lạc. Nàng triệt để luống cuốn, mở livestream trực tuyến lên, thật là dọa người, các streamer danh tiếng lúc này không có một bóng người. Tận thế đến rồi, ai còn có nhàn rỗi ở đó mà xem phát sóng trực tiếp. Trên Internet đâu đâu cũng có tin tức tiêu cực, tình cảnh bi thảm. Tận thế đến thật rồi. Trình Khả Nhi thấy được cảnh tượng đẫm máu phát sinh ở bên ngoài, tận mắt nhìn thấy dù sao cũng hơn là được nghe tin tức, càng thêm chấn động, càng có sức thuyết phục. Cái thế giới này phản phất đã bị vứt bỏ, nhân loại không còn là thiên địa sủng nhi, không còn là nhân vật chính nữa rồi. Xung quanh đều là các loại quái vật này, gặp người liền cắn, một nữ tử yếu đuối làm thế nào mới có thể ở cái thế giới tàn khốc này sinh tồn được? càng làm cho Trình Khả Nhi kinh hoảng là chỗ tòa nhà cao ốc của nàng đưa đến một tên quái vật. Lẽ nào hắn không biết được hiện tại là tận thế sao? Tùy tiện đập cửa, không sợ đưa zombie quái vật tới sao? Nhưng mà, sự thật cách xa so với trong tưởng tượng cảnh tàn khốc của nàng, càng tàn khốc hơn là tên nam nhân điên cuồng kia dọc theo cầu thang đi đến cửa nhà nàng, cũng không có tiếp tục đi tiếp lên trên. Tiếng gõ cửa vang dội, chính ngắn một dài. Không khí phản phất tại lúc này ngưng kết, hơi thở Trình Khả Nhi định chỉ thoáng qua, nhịp tim cấp tốc tăng vọt. Làm sao bây giờ? Lẽ nào tên gia hỏa này biết rõ nhà ở của ta? Hoặc là một tên lưu manh bại hoại muốn thừa dịp tận thế đem ta chiếm làm của mình. Trình Khả Nhi trong nháy mắt tưởng tượng ra vô số hình ảnh, nàng khẽ chậm bước chân đi tới phòng bếp, cầm lên con dao làm bếp hoàn toàn mới cho tới bây giờ nàng cũng chưa bao giờ dùng qua nàng là một cái cô gái xinh đẹp, cũng biết học cách bảo vệ bản thân mình. Không có người sao? Thật là đáng tiếc. Lại phải bắt đầu sự nghiệp phá cửa rồi. Chu Dương có chút bất đắc dĩ, bắt đầu từ lúc nào, công việc phá dở bạo lực này trở thành nghề chính của hắn. Trên cửa gỗ bắt đầu truyền tiếng đánh nặng nề, Trình Khả Nhi cầm lấy con dao làm bếp, hướng về phía lối vào chậm rãi tiếp cận. Ngay tại lúc nàng suýt tiếp cận cửa gỗ, một đoạn mũi kiếm đâm vào xuyên qua cửa gỗ khoảng cách cái đầu của trình khả nhi chỉ cách không đến 10 cm a à. tiếng rít chói tai vang lên tiếc tấu đập cửa vì đó mà ngừng lại tình huống gì bên trong có người có người sao ngươi không mở cửa ra cho ta nhanh lên một chút mở cửa ra cho ta a à? chu dương tức sôi ruột hắn vẫn cho là bên trong không có ai mới lựa chọn cách bạo lực phá cửa sớm biết như vậy hà tất tổn hao khí lực lớn như vậy để đập cửa lên tiếng thì chết sao em gái mau mở cửa ta là người tốt không lấy của ngươi đến một cây kim a à. chu dương chỉ để ý có mỗi thanh đồng bảo rương cầm bảo rương liền đi nhưng mà trong phòng thật lâu không có trả lời chỉ có từng tiếng kêu thống khổ thảm thiết đây là cái quỷ gì muốn đem ta dọa chạy sao thật sự cho rằng ta dễ bị hù dọa lắm sao cửa đã phá hư hơn một nửa, đã như vậy, Chu Dương chẳng muốn nói nhảm nhiều làm gì, cuối cùng cũng đem cánh cửa tiếp tục phá hư. Âm. 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 Tiếng phá cửa trở nên càng lúc càng nhanh, rốt cuộc, cánh cửa cũng bị lực đạo mạnh mẽ phá vỡ, Chu Dương rốt cuộc biết vì sao đối phương không có phản ứng lại. Một khuôn mặt trắng bệch làm nền cho chiếc váy dài phía dưới, vì để hình ảnh có thêm một tí màu sắc đó là cảnh tượng nữ tử ngã bên trên vũng máu của mình, trong tay cầm con dao làm bếp đâm vào vị trí chính giữa ngực của mình. Con dao này cho tới bây giờ không có dùng qua để làm bếp, chuyện thứ nhất mà nó làm chính là đâm sâu vào bên trong cô chủ của mình, V, V là ai đã giết ta? Là ta đã giết người ư? Nghĩ như vậy đến sáng cũng không ra kết quả. Trình Khả Nhi nhìn đến thân ảnh đã phá cửa nhà mình, tầm mắt trở nên mơ hồ. Nạn giơ tay lên, yếu ớt nói. Mau cứu ta ta không muốn chết. Ngươi để cho ta làm gì, ta đều nguyện ý. Đây là tự sát đến nửa đường liền hối hận. Chu Dương không biết Trình Khả Nhi bị một kiếm của hắn lúc trước hù dọa, một đau đâm ở trên ngực, xém đem mình đâm chết rồi. Trong lòng nàng hối hận muôn phần, sớm biết như vậy, cho Chu Dương mở cửa có phải tốt hơn không, dù có bị hắn khi dễ, vẫn còn tốt hơn là mình chết thảm. Hơn nữa kiểu chết này quá ngu rồi làm cái gì cũng được. Chu Dương nhìn tới gương mặt tái nhợt của Trình Khả Nhi, sờ cầm mình một cái. Trình Khả Nhi là một thiếu nữ nổi tiếng trên mạng, phan không ít, nhan sắc đương nhiên sẽ không quá kém. Mát điểm 100 điểm, thì nàng chí ít có thể đạt tới 88 điểm trở lên, như vậy chết đi khá là đáng tiếc. Không cho Chu Dương cơ hội lựa chọn, đầu Trình Khả Nhi vô lực rơi trên mặt đất, ánh mắt trở nên mờ tối hẳn đi, triệt để mất đi ý thức đây liền chết sao? Em gái, ngươi nếu lại hai giây, ta nước nóng có thể cứu ngươi a? À? Âm. Trình Khả Nhi từ dưới đất đứng lên, ánh mắt trở thành xám trắng, đột nhiên hướng về phía Chu Dương nhào tới. Nàng đã thi biến, hóa thành zombie. Chu Dương đang chuẩn bị dùng hán kiếm bát diện đem nàng đập chết, đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ to gan. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 5 nước nóng vạn năng nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio nhân lúc còn nóng khụ khụ ta là loại người này sao em gái ta mời ngươi uống nước nóng chu dương bóp một cái ở cổ trình khả nhi đem cô đè xuống đất khống chế một cổ nước nóng đổ vào bên trong nước nóng dị năng nắm giữ ba loại hiệu quả không chỉ có có thể khống chế nước nóng ngưng tụ ra thủy tiễn gây sát thương mục tiêu uống thời gian dài còn có thể giải trừ bị nhiễm virus sinh hóa tăng tốc độ hồi phục cho thân thể hắn vừa vặn mượn cơ hội này nhìn một chút dị năng nước nóng phải chăng có thể đem zombie lại một lần nữa biến trở về thành người sống ân cũng chính là khởi tử hoàn sinh nữ nhân này vừa mới chết cũng chính là cơ hội thí nghiệm tốt nhất đương nhiên không thể bỏ qua trình khả nhi liều mạng phản kháng có thể khí lực của nàng còn kém rất rất xa chu dương dù đã biến thành zombie thân thể rõ ràng có tăng cường, vẫn không phải là đối thủ của Chu Dương. Chu Dương đè lại tứ chi, không để cho nàng có thể quấy nhiễu dẫn đến cơ hội bị nhiễm virus sinh hóa. Đầu Trình Khả Nhi không ngừng vùng vẫy, hướng về phía mặt của Chu Dương cắn tới, hắn lại lần lượt tránh thoát. Vào lúc này, hai người tạo nên một cái tư thế yêu mị. Chu Dương là một tên nam nhân bình thường, đối mặt với một nữ tử xinh đẹp, đúng hơn là một em gái vẫn còn độ ấm. Đột nhiên cảm thấy một chút hưng phấn. Đặc biệt là Trình Khả Nhi mỗi một lần cắn hụt đều mang lại cho hắn một cái cảm giác trải nghiệm khác biệt. Có cảm giác rất thích thú A. À? Trình Khả Nhi vùng vẫy một phút, động tác dần dần trở lại bình thường. Trong mắt màu trắng nhìn qua không còn kinh người như vậy, có vẻ hơi ngốc trệ. Thành công hay không? Chu Dương thử thả ra Trình Khả Nhi một cánh tay, nàng không có giống lúc trước một dạng điên cuồng tấn công Chu Dương. Đây là một khởi đầu tốt. Chu Dương tiếp tục buông ra Trình Khả Nhi cái tay thứ hai, Trình Khả Nhi vẫn không có cử động qua. Cuối cùng là có chữa khỏi hay không? Ngươi phải hay là không phải zombie? Chu Dương mở miệng hỏi, nếu như đối phương có thể đáp lời, liền người đại biểu cứu sống. Trình Khả Nhi ánh mắt đờ đẫn nhìn tới Chu Dương, ánh mắt không có tiêu cự. Sẽ không phải cứu trở về trở thành một kẻ ngu nha. Nàng cuối cùng phải hay là không phải zombie? không có thiết bị chuyên ngành cùng nhau kiểm tra cặn kẽ chu dương cũng vô pháp đánh giá trạng thái trình khả nhi bây giờ mặc dù có ra sao đi nữa ta cũng vừa mới cứu ngươi một mệnh theo lý ngươi phải báo đáp thứ gì đó a à. cảm nhận được một địa phương nào đó đang trục trịch chu dương cũng không phải là thái giám làm sao có thể chịu đựng quản cho ngươi có đúng là zombie hay không sau này hẳn bàn tới chu dương thô bạo tháo bỏ vũ trang sử dụng nước nóng dọn dẹp một chút tránh cho bị nhiễm virus sinh hóa không thể không nói nước nóng dị năng rất thực dụng chiến đấu chữa trị kháng độc cứu người quả thực là vạn năng ánh mắt Trình khả nhiên ngưng tụ một chút xíu biểu hiện cảm xúc rốt cuộc đã có phản ứng đặc biệt là ánh mắt rốt cuộc không còn trống rỗng nữa hơn một tiếng sau đó chu dương thở dài một cái tâm thần sảng khoái ồ không nghĩ đến thế mà còn trinh có chút trơn a à đặc biệt là thời này là thời đại con người càng ngày càng cởi mở muốn tìm cô gái thuần khiết khó như lên trời nữ nhân này có thể giữ mình đến bây giờ đáng quý a à. ít nhất chu dương nhìn nhận trình khả nhi trở nên bất đồng rồi trình khả nhi nhìn chầm chầm chu dương trong mắt trắng xám chẳng biết lúc nào đã tan đi hơn phân nữa xuất hiện hào quang nhân tính đến cả vị trí trái tim cũng đã khôi phục hơn nữa vết thương nhìn qua không còn kinh khủng như vậy bây giờ trình khả nhiên nhìn qua giống như là người sống đương nhiên chỉ là nhìn qua giống như mà thôi chu dương vẫn không có nghe được tiếng tim nàng đập có lẽ lúc nàng cầm đau đâm xuyên trái tim người đã chân chính chết đi hiện tại cũng không rõ là zombie hay là nhân loại ân ừ, hẳn đúng là nhân loại chiếm đa số dù sao trong cơ thể nàng toàn bộ virus sinh hóa sẽ bị dị năng nước nóng thanh trừ sạch chính là không biết khi không có virus sinh hóa nàng có thể chết hay không chu dương không có tiếp tục suy nghĩ nhiều về nó có thể cứu về đã là chuyện tốt không cứu lại được cũng sẽ không quá thương tâm dù sao hai người cũng không có quá nhiều tình cảm ở giữa dù rằng hai người vừa mới phát sinh quá trình xã giao trình khả nhi chết rồi hắn cũng sẽ không quá thương tâm a à, a à. chu dương vừa phải chuẩn bị đứng dậy trình khả nhi giơ tay lên bắt được tay chu dương có lẽ là bởi vì do không có trí khôn nàng cũng không có cách nào nói chuyện chỉ phát ra được từng âm tiết đơn giản. Người đang làm cái gì? Ta không biết âm câm đâu. Rất nhanh, Trình Khả Nhi dùng hành động của mình chứng minh nàng muốn làm gì. Trình Khả Nhi phản phất thừa kế thể lực kinh khủng của zombie, có thể chiến đấu liên tiếp kéo dài 6, 7 lần, không biết mệt mỏi. Uy, ngươi thuộc dạng máy ép nước trái cây đấy. Chu Dương có chút quán thầm, đối phương rõ ràng chính là muốn bắt hắn vắt cho cạn trải qua quá trình xã giao thêm nhiều lần nữa, Trình Khả Nhi lúc này trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ hài lòng, tiến tới trong ngực Chu Dương, cảm nhận được nhịp tim của hắn, như là trẻ con co rút vào lòng ngực. Có lẽ trí tuệ của nàng cùng với một đứa bé sơ sinh không có khác nhau quá nhiều. Trình Khả Nhi phản phất giống như là một con gấu túi con một mực treo ở trên thân hắn, mang một vẻ mặt quyến luyến. Ngược lại thì vẻ mặt Chu Dương vẻ mặt trở nên đen đi, không phải là muốn mình làm bảo mẫu đi làm sao lại tự hố bản thân mình như vậy chứ? Trong thâm tâm tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Chu Dương lại không có ý định vứt bỏ Trình Khả Nhi. Trình Khả Nhi cũng chỉ là nữ nhân đơn thuần, không cần thiết Chu Dương phải lo lắng nàng sẽ mưu hại mình, không cần lo lắng sau lưng sẽ đâm mình một đau, còn có thể cung cấp cho mình cuộc sống hạnh phúc. Đây là chuyện tốt mà còn cần phải so sánh sao? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 6 AK-47 đạn vô hạn. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Chúc mừng túc chủ phát hiện thanh đồng bảo rương, phải chăng mở ra? Mở ra. Chúc mừng túc chủ thu được kỹ xảo đánh cận chiến cấp đại sư. Toàn thân chu dương truyền đến một loại cảm giác ngứa ngứa một chút, dường như có muôn vạn con kiến đang bò lúc nhúc quanh thân hắn, cảm giác các khớp xương của cơ thể được cải thiện. Hoạt động cánh tay một chút, Chu Dương phát hiện độ mềm dẻo của thân thể đã nhận được tăng phúc cực lớn, có thể tùy tiện làm ra đủ các loại động tác có độ khó cao. Ngay tại lúc đó, trong đầu hắn nhiều hơn một ít ký ức trước kia chưa từng có, toàn bộ đều là kỹ xảo chiến đấu. Đương nhiên, trân quý nhất thuộc ký ức của khắp cơ thể, sau khi thu được kỹ xảo đánh cận chiến cấp đại sư, có một chút kỹ xảo chiến đấu đã khắc họa đến tận trong xương tủy, chỉ cần đi vào trạng thái chiến đấu Chu Dương dễ như trở bàn tay bùng nổ ra lực lượng càng vượt sức tưởng tượng. Nói cách khác, người bình thường đối với lực khống chế thân thể, lực lượng cơ thể nhiều nhất chỉ đến 6 thành, người trải qua huấn luyện chuyên nghiệp sẽ cao hơn một chút, còn Chu Dương lại có thể tùy tiện đạt từ 100% đến 120% tiêu chuẩn. Đổi câu nói, phát huy lực lượng đơn thuần, thực lực Chu Dương tăng lên một lần. Đương nhiên bàn về năng lực thực chiến, dưới tình huống không sử dụng dị năng nước nóng, mười tên chu dương trước kia bất quá cũng đánh ngang nửa một chu dương bây giờ đây chính là chỗ tốt mà kỹ xảo đánh trận chiến cấp bậc đại sư mang tới rất không tồi không hổ là thanh đồng bảo rương mở ra bảo vật rất mạnh trong lòng chu dương tràn đầy thích thú dâng lên kích động phải tiếp tục tìm kiếm càng nhiều bảo rương càng tốt có chút đói vừa rồi chiến đấu thời gian dài như vậy còn có tiêu hao thể lực để đập cửa cần phải bổ sung một chút năng lượng cũng may trình khả nhi ở nhà trong thời gian dài chuẩn bị không ít thức ăn dự trữ phần lớn đều là bánh mì và thức ăn nhanh dù sao để đi mua thức ăn nàng phải mất một khoảng lớn thời gian nên chuẩn bị thực phẩm là vì phòng bị bất cứ tình huống nào đương nhiên hiện tại đều tiện nghi cho chu dương hắn ăn ngốn nghiến thức ăn tiêu hao thật nhanh vừa vặn một bữa cơm liền tiêu hao hơn phân nửa thức ăn dự trữ của trình khả nhi sức ăn so với trước kia tăng lên gấp đôi đây là hiện tượng rất bình thường, thân thể càng mạnh, tiêu hao năng lượng càng nhiều, thức ăn tiêu hao tăng lên trên diện rộng. Ngươi không ăn cơm sao? Chu Dương ngẩng đầu, nhìn thấy Trình Khả Nhi mắt long dâm nhìn mình, giơ tay lên đem một cái bánh bao đưa tới. Trình Khả Nhi cầm lên cái bánh bao, đặt dưới lỗ mũi ngửi một cái, nhưng lại không ăn, lần nữa đem bánh bao thả xuống, tựa hồ đối với thức ăn bình thường không có hứng thú. Lẽ nào nàng không cần thiết phải ăn đồ ăn sao? Không biết zombie nhìn thấy nàng là xem nàng như thành đồng loại? Hay là trở thành nhân loại? Chu Dương một hơi đem thức ăn toàn bộ ăn hết, thể lực dư thừa mới có thể làm cho hắn đủ năng lượng để tiếp tục bắt đầu tìm kiếm bảo rương. Đi, theo ta ra ngoài một chuyến. Chu Dương hướng về phía Trình Khả Nhi vẫy vẫy tay, hai người một trước một sau, sải bước ly khai tòa cao ốc. Ken, gợi ý của hệ thống, phía trước 50M phát hiện phổ thông bảo rương. Ken, Gợi ý của hệ thống, hướng tây nam 80m phát hiện phổ thông bảo rương. Ken, gợi ý của hệ thống, hướng đông nam 85m phát hiện phổ thông bảo rương. Ken, gợi ý của hệ thống, hướng đông bắc 120m phát hiện hắc thiết bảo rương. Ken, gợi ý của hệ thống, khu vực bảo vệ của khu phố phát hiện thanh đồng bảo rương. Liên tiếp nhắc nhở vang lên, Chu Dương tập trung tinh thần, nhìn thấy trước mặt bay lên từng cái từng cái hư vô mũi tên mỗi cái chỉ về một cái phương hướng, một đường hắn đi theo mũi tên đi về phía trước, rất nhanh tìm được cái thứ nhất bảo rương. Túc chủ phát hiện phổ thông bảo rương, phải chăng mở ra. Gợi ý của hệ thống, túc chủ nắm giữ 20 tích phân, hao tốn một điểm tích phân có thể đem phổ thông bảo rương phẩm chất thăng lên làm hát thiết bảo rương. Thăng lên làm hát thiết bảo rương. Gợi ý của hệ thống, túc chủ nắm giữ 19 tích phân, hao tốn 10 điểm tích phân có thể đem hát thiết bảo rương phẩm chất thăng lên làm thanh đồng bảo rương. Thăng lên làm thanh đồng bảo rương. Chúc mừng túc chủ mở ra thanh đồng bảo rương, thu được sự tinh thông tất cả vũ khí nóng. Một loạt ký ức liên quan tới vũ khí nóng chui vào ý nghĩ của hắn, nếu bây giờ cho hắn một khẩu súng, nhất định có thể phát huy ra uy lực cực mạnh. Túc chủ phát hiện phổ thông bảo rương, phải chăng mở ra. Gợi ý của hệ thống, túc chủ nắm giữ chính tích phân, hao tốn một điểm tích phân có thể đem phổ thông bảo rương phẩm chất thăng lên làm hát thiết bảo rương chúc mừng túc chủ mở ra hát thiết bảo rương thu được thể chất ba có cái thứ nhất tiếp tục cái thứ hai cái thứ ba dọc theo đường đi không có gặp phải một cái zombie chúc mừng túc chủ mở ra hát thiết bảo rương thu được lực lượng ba chúc mừng túc chủ mở ra hát thiết bảo rương thu được tinh thần ba chúc mừng túc chủ mở ra thanh đồng bảo rương thu được súng trường AK-47, đạn vô hạn, phải chăng rút ra. Ồ, lại mở ra vũ khí, chính là vũ khí nóng. Súng trường AK-47 với tư cách nổi danh là súng của thế giới, tất nhiên nó có uy danh hiển hách. Mình vừa mới thu được tinh thông vũ khí nóng, trong nháy mắt liền cho một khẩu súng trường AK-47, mà còn là đạn vô hạn, thật đúng là buồn ngủ gặp phải chiếu manh. Rút ra. Phần lớn người đều đối với súng có một mơ ước, bị giới hạn bởi pháp luật của quốc gia, nên người bình thường đến cả cơ hội sờ súng cũng không thể có. Bất quá bây giờ là tận thế rồi, đương nhiên sẽ không có nhiều cấm kỵ như thế. Vị năng nước nóng tuy rằng cường đại, nhưng lại bị giới hạn năng lượng, tạm thời không sử dụng được liên tục, đánh cận chiến lại có chút nguy hiểm. Dù rằng Chu Dương không sợ zombie lây nhiễm, nhưng hắn sợ đâu? Ai nhàn rỗi không chuyện gì làm mà nguyện ý để cho zombie cắn hai cái? loại chuyện này có thể tránh khỏi vẫn là nên tránh đi thì tốt hơn. Ồ, phương xa có hai tên zombie đang lắc lư, Trình Khả Nhi, ngươi đi mang bọn nó dẫn qua đây. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 7 Trải nghiệm lần đầu ở trên xe Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Hai tên zombie mờ mịt du đang ở phía xa, đang tìm kiếm con mồi thích hợp. Không thể không nói, zombie rất là giảo hoạt người không quen nhìn thấy bọn họ động tác có chút chậm chạp tất nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác một khi nhân loại xuất hiện ở phạm vi zombie cảm nhận được nếu mà ngươi một mực giống như con ruồi không đầu chạy loạn xạ một hồi chúc mừng ngươi khoảng cách tử vong đã không còn xa trình khả nhi hiểu được ý tứ của chu dương chậm rãi hướng về phía vị trí zombie đi tới hai con zombie nghe được thanh âm hướng về phía trình khả nhi phương hướng quay đầu cũng chỉ như vậy mà thôi không thấy động tác kế tiếp Zombie thật sự đem Trình Khả Nhi trở thành đồng loại sao? Đã đạt được nhận thức chung. Dù sao Trình Khả Nhi đã chết qua một lần, bây giờ đang thuộc trạng thái đặc biệt, không thể nói rõ là zombie hay là nhân loại, tim nàng không còn đập, không có hơi thở, mất đi đặc thù của loài người. Ân, ừ, nàng từ nay về sau không cần phải sợ hãi zombie rồi, thiên hạ rộng lớn, chỗ nào cũng có thể đi. Chu Dương cảm thấy nóng mắt, nếu như hắn cũng có thể thu được loại năng lực này có thể đi khắp thế giới không cần phải để ý tới zombie tùy tiện nhặt bảo rương rồi bất quá nghĩ đến cái giá cao phải trả chu dương rất nhanh đem cái ý niệm này quên đi cái giá phải trả này quá lớn toàn bộ các nơi trên thế giới có bảo rương đến không hết bên trong ẩn chứa bảo vật toàn những thứ kỳ lạ và quái gở nói không chừng là có các năng lực tương tự với dị năng của mình khỏi cần phải nói chỉ riêng bảo vật là có thể có được điểm thuộc tính liên tục không ngừng nếu hắn liên tục mở rương, Chu Dương cũng có thể biến thành siêu nhân. Gặp phải zombie liền trực tiếp nghiền ép đi tới, không cần thiết sử dụng loại phương thức đầu cơ trục lợi. Bất quá năng lực của Trình Khả Nhi cũng không thể lãng phí, có thể đánh vào bên trong quân đoàn zombie, nhằm đánh tan rã địch nhân. Chu Dương không có sông lên, khoa tay múi chân một cái sờ cổ thủ thế, Trình Khả Nhi hiểu ý, đi tới bên cạnh zombie trực tiếp dứt khoát vặn gãy cổ của nó. Tình huống gì? tên zombie này có chút mộng nếu mà hắn biết nói chuyện nhất định sẽ hô to đừng động thủ quân ta quân ta một con zombie khác hoàn toàn không có phản ứng hoàn toàn không biết có gian tế đánh vào bên trong chu dương đi tới con zombie này lập tức có phản ứng hướng về phía chu dương phi nhào tới tiếng súng vang lên năng lực tinh thông vũ khí nóng của chu dương được phát huy tác dụng chỉ còn lại zombie bể đầu chết thảm tại chỗ chúc mừng túc chủ đánh chết zombie, thu được tích phân một điểm. Ken, gợi ý của hệ thống, phía bắc 58 m phát hiện phổ thông bảo rương. Ken, gợi ý của hệ thống, hướng tây nam 100m phát hiện hắc thiết bảo rương. Ken, gợi ý của hệ thống, đầu khu phố nhỏ Giang Nguyễn phát hiện bạch ngân bảo rương. Âm thanh nhắc nhở các tiếng bảo rương quen thuộc lại vang lên lần nữa, xung quanh một lần nữa xuất hiện từng cái từng cái hư ảo mũi tên. Ân, Bạch Ngân Bảo Rương Ngoài trừ hệ thống lúc ban đầu ban tặng một cái Bảo Rương, cho tới bây giờ Bảo Rương cấp bậc cao nhất tìm được chỉ mới là thanh đồng cấp, hiện tại rốt cuộc tìm được cấp bậc Bạch Ngân Bảo Rương. Bảo Rương cấp thanh đồng có thể mở ra AK, 47 đạn vô hạn, và các loại năng lực tinh thông vũ khí nóng tinh thông, giá trị Bạch Ngân Bảo Rương càng cao, không biết có thể mở ra vật gì. Chu Dương xác định xong đường đi, đem hát thiết Bảo Rương dọc đường cùng nhau thu lại chúc mừng túc chủ mở ra hát thiết bảo rương, thu được tinh thần, ba. Lại là tinh thần, đắc ý. Một đường ra khỏi khu phố nhỏ này, Chu Dương mới biết bên ngoài loạn bao nhiêu, so sánh với chỗ khu vực nhỏ hắn ở có người tương đối ít, thì nhất định chính là thiên đường. Trên đường đâu đâu cũng có các loại vứt bỏ, còn có mấy chiếc đâm vào bên trong góc tường, thân xe hoàn toàn bị biến hình, ở phía trên không ngừng tuôn ra những làn khói dày đặc trên mặt đất thì xuất hiện những mảng lớn vũng máu chưa khô cạn và mấy cổ thi thể tàn khuyết không đầy đủ nguyên vẹn mấy con zombie vẫn lưu luyến mà ngồi gặm ăn cảm nhận được đồng tỉnh của chu dương đám zombie đồng loạt dừng các động tác lại cùng một loại nhận thức lao về hướng chu dương vọt tới cốc 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 tiếng súng nổ lớn từng khỏa đạn được bắn tán loạn ra chính xác trúng từng mục tiêu là cái đầu zombie hất bay phần đỉnh đầu của bọn nó Trình Khả Nhi trong tay cầm lấy háng kiếm bát diện mà Chu Dương đã cho nàng, đứng ngăn ở trước mặt Chu Dương, một con cá lọc lưới vừa xông lại, trực tiếp bị một kiếm của nàng đem sọ đầu của nó nạo xuống. Chúc mừng túc chủ đánh chết 15 con zombie, thu được 15 điểm tích phân. Làm rất tốt. Chu Dương càng xem Trình Khả Nhi thể hiện càng hài lòng. Biến thành bộ dáng như bây giờ, Trình Khả Nhi đã không còn giống nữ nhân bình thường nhìn thấy quái vật liền kêu la ông sòm, không còn biến thành gánh nặng. Quan trọng nhất là nàng không ăn lương thực, vật liệu tiêu hao trân quý nhất ở thời tận thế, đối với mình nghe lời răm rắp, quả thực là hoàn mỹ. Về sau nhìn thấy mấy cô nàng xinh đẹp, nhưng lại không nghe lời, có nên hay không cũng đem các nàng biến thành trạng thái như thế này. Lúc này ánh mắt trình khả nhiên ngoảnh lại, nàng ông lấy chu dương, cọ sát, mở miệng phát ra âm tiết thứ nhất học được. Muốn. Chu Dương đã minh bạch Trình Khả Nhi muốn là muốn cái gì, nhưng cách thời gian mới bao lâu lại muốn rồi. Lẽ nào hắn phải đem tinh hoa của mình, tánh mạng của hàng vạn sinh linh làm thức ăn cho nàng sao? Nơi này là đang ở trên đường, như vậy không tốt. Chu Dương tạm thời vứt bỏ ý nghĩ muốn sao chép các phiên bản Trình Khả Nhi khác, vừa nghĩ tới thời điểm có 180 mỹ nữ mỗi ngày vây quanh mình muốn muốn phục vụ tiểu đệ, sợ liền sẽ bị ép khô a. À. Muốn. Muốn muốn nàng phản ứng trở nên bất mãn phản phất như trẻ con không có được cho kẹo Chu Dương đưa mắt nhìn bốn phía phải nói là nơi này cũng rất là kích thích a à. ngươi về sau không được như thế nữa ta phải cố gắng giáo dục ngươi mới được ừ, ta cũng chưa từng thử qua trải nghiệm lần đầu ở trên xe a à. tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 8 điện thoại ta bị hỏng rồi ngươi nói cái gì ta đều không nghe rõ nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio làm sao bây giờ chúng ta bị vây ở chỗ này rồi không thể ra được lưu lệ cùng bạn trai của nàng đỗ tử đào bị vây ở trong phòng ngủ bên ngoài có mấy con zombie đang đánh lên phía trên cửa phòng còn không phải là do ngươi gây phiền toái nữ nhân đều ngu ngốc như vậy đỗ tử đào sắc mặt trầm tĩnh tức giận miệng mắng to lên nhắc tới lý do hắn trách lưu lệ vì ở lại cùng với người bạn trai mới quen nàng đặc biệt dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho hắn không nghĩ rằng ra ngoài liền gặp phải zombie may mà nàng phản ứng khá nhanh kịp thời chạy trở về phòng ngủ nhưng lại chưa kịp đóng cửa chính zombie liền vào được bên trong nhà ta không phải cố ý chuyện này quá bất ngờ đi lưu lệ bộ dạng như muốn khóc thường ngày nàng lộ ra bộ dáng này đỗ tử đào nhất định sẽ an ủi nàng bày ra một bộ dạng chính nhân quân tử nhưng bây giờ đỗ tử đào liền cho một cái tác quất vào mặt nàng zombie mà không đi hai người chúng ta toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này con nữ nhân ngu xuẩn này đến lúc này đỗ tử đào chẳng muốn ngụy trang thành một tên quân tử mà lộ ra bộ dáng giống như muốn ăn tươi nuốt sống lưu lệ lưu lệ một bên che mặt một bên thúc hít thanh âm bị zombie cảm nhận được tiếng đập cửa liền to hơn nàng bị dọa sợ vội vàng nằm hỏng ngay ở gần đây ngươi có quen biết ai hay không, để cho hắn dẫn zombie đi chỗ khác. Đừng nói bên ngoài có ba tên zombie, dù cho là một tên zombie đổ tử đào cũng không dám ra, biện pháp tốt nhất chính là tìm người đem zombie dẫn đi, bọn họ mới nhân cơ hội đóng cửa chính lại, hoặc là chạy khỏi nơi này. Lưu lệ cũng hiểu ý gật gật đầu, trước mắt đây là biện pháp tốt nhất. Để có thể cho mình sống tiếp, người khác chết đi cũng chẳng sao mà. Nàng lấy điện thoại di động ra, gọi tới những người bạn thân có khoảng cách ở gần đây đại đa số điện thoại không thể kết nối vất vả lắm mới có một số bắt máy nàng chưa kịp nói yêu cầu của mình xong chỉ nghe được ba chữ bệnh thần kinh ở đường dây bên kia liền trực tiếp cúp điện thoại tận thế đều đến rồi còn ai mà bất chấp nguy hiểm chạy về hướng nhà ngươi mà còn để giải cứu thật sự cho rằng tình bằng hữu so với kim loại kiên cố hơn sao xem người ta là thánh mẫu chăng cái này thì ta công nhận, vừa mới bị một đứa bạn thân mà mình xem là tri kỷ cắn một phát rõ đau, lưu lệ nhìn vô thần lên không trung. Mình bị nghiệp cuộc sao? Mình ác lắm hay sao? Ồ, Chu Dương. Lưu lệ đang suy tính làm sao để rời khỏi nơi này, ánh mắt lơ đãng quét qua, lại thấy được một nam một nữ ngông nghênh đi bên trong khu phố nhỏ này, nam nhân này để cho nàng hết sức hiểu rõ gọi là khu phố cho sang mồm thôi chứ thật ra nó nhỏ hơn khu phố một cấp bậc thuộc dạng khu dân cư đó chắc sau này phải gọi lại rằng là tiểu khu đi cho sát nghĩa chu dương là đồng học của nàng thời cao trung trung học phổ thông lúc ở cao trung là thời kỳ hóc môn bài tiết quá nhiều lưu lệ đối với tên nam nhân soái ca này có ấn tượng tốt liền tỏ tình tại chỗ kết quả là bị cự tuyệt nàng coi đây là sỉ nhục lớn nhất của mình ghi hận trong lòng cho đến khi lên đến đại học nàng coi như được mở cửa ra lớn thế giới mới. Lớn lên soái ca có ích lợi gì? Có thể mua sách tay hiệu nổi tiếng cho ta được sao? Có thể để cho ta dùng mỹ phẩm xa xỉ sao? Hay là có thể cho ta đi du lịch nước ngoài? Bây giờ gặp lại Chu Dương, Lưu Lệ cũng không có gì gọi là đồng học chi tình, mà chỉ có nồng nặc tâm thái trả thù. Bây giờ không phải là đang không có người đem zombie dẫn đi sao? Trước mắt vừa vặn xuất hiện một đối tượng thích hợp, đem hắn bảy chết nàng cũng không có có gánh nặng trong lòng, ai bảo năm đó hắn cự tuyệt ta. Nàng là một con người rất thù dai, chuyện năm kia chắc cũng đã trải qua 4 năm 5 năm rồi, nhưng tuyệt đối cũng không quên được. Đỗ Tử Đào, chúng ta được cứu rồi, bây giờ ngươi không nên phát ra một chút âm thanh nào đó. Lưu Lệ mạnh dạn trực tiếp gọi điện thoại, tự hồ nghĩ tới điều gì, liền vội vàng kêu Đỗ Tử Đào trốn đi. Nàng không còn là cô nàng đeo mắt kính ngày nào lúc trước ngươi không biết trung động, không có nghĩa là hiện tại không biết. Lưu lệ đặc biệt đem cổ áo mở ra, cho thấy một mảng lớn trắng noãn, sửa sang lại vài lọn tóc, để cho chính mình càng thêm quyến rũ. Mở cửa sổ ra, nửa người phần trên nghiêng về trên bệ cửa sổ, để cho cặp bưởi bởi vì áp lực mà biến dạng, thoạt nhìn qua càng thêm kinh tâm động phách. Chu Dương nghe thấy chuông điện thoại di động, hơi sững sờ, lúc nào mình cũng đem điện thoại di động mang ra ngoài sao thói quen ở thời đại hòa bình đã dưỡng thành tính, khó có thể thay đổi, suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng là lấy điện thoại di động ra xem ai gọi điện thoại tới cho hắn. Lưu lệ Đây không phải là nữ sinh hám tiền trong lớp cao trung sao. Có câu nói, nếu muốn khác người không biết, trừ phi bản thân đừng làm việc đó. Lưu lệ lên đại học sau đó sự tích cây sẻn đào mỏ ra đời được lan truyền rộng rãi, Chu Dương cũng có nghe thấy. Chu Dương, làm sao ngươi tới được tiểu khu chỗ ta ở, trong nhà của ta có cửa phòng ngủ hỏng rồi, ngươi có thể hay không lên giúp ta sửa chữa một hồi. Lưu lệ thông qua micro truyền ra âm thanh đầy lẳng lơ. Nàng không có nói cho Chu Dương ngoài nhà có zombie, chỉ nói cửa nhà mình hỏng rồi. Nếu nói cho Chu Dương trong nhà có đến ba con zombie, kẻ đần độn mới dám đi vào, quan hệ của bọn họ còn chưa thân thiết tới mức này. Đỗ tử đào nghe thấy bạn gái ở ngay trước mặt chính mình câu dẫn người khác sắc mặt rất khó coi có cảm giác trên đầu là một thảo nguyên xanh thăm thẳm bất quá nghĩ đến đối phương lập tức sẽ bị zombie ăn thịt trong thâm tâm hắn trở nên cân bằng lại sửa cửa người đi tìm thợ sửa cửa tìm ta làm gì chu dương ngẩng đầu lên thấy được cách đó không xa lưu lệ trên bệ cửa sổ một cách tự nhiên cũng thấy được thân ảnh đang làm điệu bộ khơi gợi sửa cửa coi hắn là kẻ đần độn hay sao hiện tại cũng là tận thế rồi cửa hỏng thì cũng mặc cho nó hỏng ai sẽ để ý những thứ này sợ rằng bên trong sẽ có vấn đề lớn hiện ở loại tình huống này ta không thể nào tìm ra thợ ngươi hãy giúp ta một chút đi ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi nói xong nàng cố ý đem cổ áo tiếp tục gỡ xuống hiện ra tiền vốn của nàng vốn nàng rất tự hào chu dương cảm thấy rất tẻ nhạt vô vị hắn đã tiến vào loại hình hiền giả huống chi bên cạnh còn có cô gái càng xinh đẹp mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, làm sao sẽ đối với hồng phấn khô lâu cảm thấy hứng thú. Huống chi, lưu lệ trước kia rất nhỏ, hiện tại sao lại lớn như thế, 99% chỉnh. Điện thoại ta hỏng rồi. Người nói cái gì ta không nghe rõ. Nói xong, Chu Dương đem điện thoại di động quăng xuống mặt đất, rồi đạp lên nó cho vài cước. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 9 Ngươi muốn nhìn thấy khói lửa sao? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lưu lệ khóe miệng co quắp. Ngươi có thể lấy cá cớ đáng tin một chút không được sao? Thật cho rằng ta là người mù, không nhìn thấy ngươi. Quản cho ngươi có âm mưu cái gì, miễn ta không dính chiêu là được. Chu Dương mặc kệ lưu lệ, hắn không có hứng thú tại tận thế mà làm người tốt, cũng không có rảnh rỗi đến như vậy. Lúc này, mình đi tìm mấy cái bảo rương nhiều hơn, không phải có ít hơn sao? Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo rương, thu được lực lượng 3. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo rương, thu được năng lực. Mắt ưng. Mắt ưng. Đánh giá năng lực đẳng cấp cấp độ E, cường hóa thị giác cho túc chủ cùng năng lực động thái thị giác. Một cổ khí lạnh tại trong mắt Chu Dương lưu chuyển, mang theo từng luồng cảm giác mát lạnh, Chu Dương theo bản năng nhắm hai mắt. Lúc hắn mở mắt ra lần nữa, thì ranh giới cặp mắt phủ lên một tầng nhàn nhạt ánh kim, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, phản phất mang theo lực xuyên thấu. Chu Dương lần nữa nhìn về phía xung quanh, dường như hắn được nhận thức lại cái thế giới này, tất cả sự vật trở nên vô cùng rõ ràng, ngay cả hạt bụi bồng bềnh trong không khí đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Ánh mắt lần nữa trông về phía xa, cách gần trăm mét, Chu Dương có thể nhìn thấy trên ban công lầu năm, khuôn mặt lưu lệ trở nên vặn vẹo, lỗ chân lông trên mặt cùng các bé mụn đầu đen tất cả đều trong tầm mắt của hắn. Cảm giác rất không tồi, nếu là có thể cường hóa cái năng lực này, hắn chẳng phải liền trở thành thiên lý nhãn sao? Về sau khi đi tìm bảo rương, có nguy hiểm ẩn núp, bản thân cũng có thể sớm phát hiện ra. Rất không tồi. Chu Dương, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Không đợi lưu lệ người phụ nữ đanh đá này tiếp tục chửi đổng, Chu Dương giơ lên chiếc súng trường AK-47 đeo sau lưng, hướng về phía thủy tinh bên cạnh nàng bắn một phát. Từng miếng thủy tinh bay lượn khắp nơi, vô số mảnh kiến bể bay tán loạn, nhiều mùa thu hoa anh đào rơi theo gió. Mảnh kiến bể xẹt qua trên gương mặt của Lưu Lệ, máu tươi uống lượng mà rơi xuống. A, à. Chu Dương, ngươi cái người điên này! Nàng hét lên một tiếng, liền vội vàng cúi thấp đầu cuốn, không dám ngẩng đầu. Cùng lúc đó còn có tiếng kêu sợ hãi từ phía Đỗ Tử Đào, trong lòng hắn tràn đầy mừng rỡ chờ đợi Lưu Lệ đem Chu Dương câu dẫn đến, dẫn zombie đi. Dù Chu Dương có chết hay không, cũng không có quan hệ gì với hắn. Dù sao cũng không nghĩ rằng Chu Dương trực tiếp nổ súng. Hắn lấy súng từ nơi nào? Con ngốc Lưu Lệ này, không những không có đem người lừa dối đi lên, mà còn làm cho đối phương nổ súng, đầu óc của nàng có phải là của tôm hay không? Thành sự không có bài sự có thừa. Biết rõ trong tay đối phương có súng, mà còn dám chọc giận đối phương, trong đầu nạn có não hay là không đây? Trong phòng còn có năm nhân A, à, lẽ nào ngươi muốn chơi thuê xem? Đáng tiếc ta không có hứng thú. Lưu lệ thật lâu không có trả lời, hiển nhiên là sợ, chu Dương cũng lười để ý, bởi vì hệ thống lần nữa nhắc nhở tin tức bảo rương. Ken, gợi ý của hệ thống, căn phòng 802 tầng 7 phát hiện trong phòng ngủ có phổ thông bảo rương. Ken, gợi ý của hệ thống phía trước 150m quẹo trái phát hiện phổ thông bảo rương. Ken, gợi ý của hệ thống, lối vào căn phòng 1202 tầng 4 phát hiện hắc thiết bảo rương. Ken, gợi ý của hệ thống, bên trong cửa căn phòng 202 tầng 18 phát hiện thanh đồng bảo rương. Tiếp tục nhặt. Chu Dương hành động, trên đường gặp phải zombie, không do dự, tiện tay liền giải quyết. Zombie cung cấp cho mình tích phân có thể đề thăng phẩm chất bảo rương nếu gặp phải zombie lạc đàn, đương nhiên không thể bỏ qua. Túc chủ phát hiện phổ thông bảo rương, phải chăng mở ra. Gợi ý của hệ thống, túc chủ nắm giữ 11 tích phân, hao tốn một điểm tích phân có thể đem phẩm chất phổ thông bảo rương đề thăng lên làm hát thiết bảo rương. Đề thăng hát thiết bảo rương. Chúc mừng túc chủ mở ra hát thiết bảo rương, thu được thể chất 3. Chúc mừng túc chủ mở ra hát thiết bảo rương, thu được nhanh nhẹn 3 chúc mừng túc chủ mở ra hát thiết bảo rương, thu được tinh thần 3. Chúc mừng túc chủ mở ra thanh đồng bảo rương, thu được RPG Bajoka, súng chống tăng B41, bổ sung thêm 10 phát đạn hỏa tiễn, phải chăng nhận. Qua, wow, không sai, lại có thể xuất hiện Bajoka. Chính vì không biết Bajoka có uy lực như thế nào. Nên vũ khí mới chiếm được để cho Chu Dương có chút ngứa tay. Lúc trước đã từng nghiện súng, RPG bajoka cho tới bây giờ đều chưa từng sử dụng qua chắc hẳn uy lực nhất định rất bá đạo về sau nếu gặp được lượng lớn zombie trực tiếp dùng bajoka tràn diện kia nhất định nhìn rất hoành tráng bất quá do chưa có sử dụng qua bajoka chu dương trong tâm không chắc chắn ánh mắt của hắn đánh giá chung quanh tìm kiếm địa điểm thử nghiệm thích hợp nơi này là tiểu khu dường như không có địa phương tương đối thích hợp chu dương đánh giá chung quanh đột nhiên cảm nhận được có người ở sau lưng đang nhìn chầm chầm vào mình, đến nỗi lạnh cả xương sống. Hắn nghiêng đầu qua vừa nhìn, lại thấy lưu lệ mặt đầy oán độc theo dõi hắn, bộ dáng kia dường như muốn ăn thịt người. Ta bảo ngươi giúp thì phiền phức lắm sao? Đây là ta để mắt ngươi, coi như ngươi có biến thành zombie cũng là vinh hạnh của ngươi. Cảm nhận được gò má còn đang chảy máu, lưu lệ ánh mắt oán độc. Nàng cúi đầu xuống, cầm lên một cái đèn bàn hướng về phía Chu Dương ném tới. Lưu Lệ không phải muốn dùng đèn bàn đánh chết Chu Dương, mà là tính toán nhằm tạo ra tiếng vang dẫn zombie đưa tới. Ngươi có súng rất giỏi sao? Ta ngược lại nhìn xem ngươi còn sót lại bao nhiêu đạn, chờ súng của ngươi không còn đạn, ta muốn tận mắt nhìn ngươi bị zombie ăn sạch. Chu Dương dường như hiểu Lưu Lệ muốn gì, sau một khắc, trong tay và vai của hắn bỗng nhiều hơn một thứ đó là bazooka, bên trong đã có đạn hỏa tiễn. Người muốn nhìn thấy khói lửa sao? Chu Dương đem Bajoka nhắm ngay chỗ lầu năm nơi lưu lệ đang đứng. Lưu lệ trong mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài, nàng rất hoài nghi mình có phải là đang hoa mắt hay không, từ lúc nào mà trong tay Chu Dương bỗng dưng có thêm khẩu Bajoka thế này? Không. Lưu lệ tự hồ đoán được chuyện sắp xảy ra kế tiếp, liền vội vàng tìm chỗ trốn. Âm. Bajoka bỗng chật âm âm bạo tạc, một cổ khí lãng khổng lồ quay cuồng cửa sổ bị trùng kích, rối rít nổ tung, cả tòa cao ốc đều đang chấn động. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Phiên bản thấp thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cái nữ nhân này chết chưa? Nếu nàng đối với mình có ác ý, vẫn nên là ở cái thế giới này bị chết tốt hơn, tránh cho làm hại thế gian. Chu Dương yêu thích câu nói diệt có phải diệt tận gốc, gió xuân thổi qua lại nảy mầm, không để lại hậu hoạn, tránh cho ngày nào đó cái gia hỏa này giống như con gián nhảy ra từ phía sau lưng đâm cho mình một đao. Với tư cách là một người thường xuyên xem phim, đương nhiên biết rõ trong phim ảnh có đủ loại nhân vật phản diện không thể giết chết được nhân vật chính, kết quả ngược lại là bị nhân vật chính giết chết. Còn tên nhân vật chính kia, đối mặt với nhân vật phản diện luôn hạ thủ sạch sẽ gọn gàng, giành được thắng lợi. Mình muốn làm nhân vật chính, cho nên nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Chu Dương dọc theo cầu thang trực tiếp lên lầu năm, cửa phòng đang mở rộng, ba cái zombie cảm nhận được Chu Dương động tĩnh, nhào tới. Chẳng trách muốn ta qua đây để cho ta sửa cửa. Vốn dĩ là để cho ta làm mồi nhữ zombie a. À. Chu Dương trong nháy mắt đã minh bạch lưu lợi dụng tâm hiểm ác, trên mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Thật là một cái nữ nhân chán ghét, không tiễn ngươi đi đầu thai, ta đều ấy nấy lương tâm ba tiếng tiếng súng vang lên ba cái zombie không một chút huyền niệm nào liền nát đầu thuận lợi thu hoạch ba điểm tích phân uy lưu lệ ngươi có ở đó hay không ta tới sửa cửa cho ngươi rồi đây chu dương là một người rất là lễ phép giơ tay lên gõ gõ không ngừng lên chiếc cửa đang có khói đen bốc lên chẳng trách gọi ta qua đây sửa cửa cái cửa này xác thực rất giỏm rồi bên trong thật lâu không có trả lời chu dương chẳng muốn lãng phí thời gian trực tiếp một cước đem cửa đạp bay ra ngoài trong phòng cảnh tượng rất loạn mình là thứ dễ bốc cháy đang không ngừng bốc lên nồng nặc khói đen đỗ tử đào vận khí không tốt trên thân nhiều vô số mảnh đạn trực tiếp ngõm củ tỏi ngược lại là lưu lệ tình huống tốt hơn nàng ngay lập tức trốn dưới gầm giường tuy rằng bị thương không nhẹ nhưng người còn chưa có chết nàng máu me khắp người trốn ở góc tường nhìn tới chu dương mà kinh hãi muốn chết Chu Dương đơn giản quá tàn bạo. Không nói hai lời liền ném đạn hỏa tiễn, ai đây chịu nổi. Lưu Lệ hiện tại vô cùng hối hận khi mình trêu chọc Chu Dương, tiếp tục ngây ngô ở trong phòng còn có thể sống thêm một đoạn thời gian, trêu chọc tên sát tinh này hiện tại sẽ chết. Vàng xin ngươi đừng có giết ta, ta thật không có ác ý. Lưu Lệ nước mắt khóc bù lu bù loa, bắt đầu giả bộ đáng thương. Ha ha, muốn dùng ta làm mồi còn nói không có ác ý, thật cho rằng ta là kẻ đần độn. Đây chính là di ngôn của ngươi sao? Chu Dương giơ lên trong tay AK-47 súng trường, hướng về phía lưu lệ đầu chính là một gấp đạn, trực tiếp đem lưu lệ đánh cho thành tổ ông vào vẻ. Thế đạo này, lòng người không già a. À? Chu Dương chuẩn bị nghiêng đầu rời khỏi, sau lưng truyền đến một hồi ôi ôi âm thanh. Đỗ tử đào cả người là máu đứng lên, con người của hắn đã biến thành màu sắc tro tàn, lộ ra vẻ điên cuồng, đột nhiên hướng về phía Chu Dương mà nhào tới. Làm sao? Ngươi muốn báo thù cho bạn gái của mình sao? Không đợi đổ Tử Đào đã biến thành zombie nhào tới, Trình Khả Nhi đã vung hán kiếm bát diện đem đầu của hắn bổ xuống. Quên nói cho ngươi biết, ta cũng có trợ thủ. Chu Dương đi tới, hướng về phía Trình Khả Nhi khích lệ. Ngươi làm rất không tồi. Mặc dù Trình Khả Nhi thực lực không mạnh, nhưng đã thành tiểu trợ thủ cho Chu Dương, dựa vào năng lực trở thành đồng loại của zombie, giết zombie lại cực kỳ đơn giản. Chu Dương đi tới trong phòng bếp, vơ vét nguyên liệu nấu ăn bỏ vào bao mang đi. Đương nhiên, Trình Khả Nhi sẽ trở thành công nhân bốc vác, ngược lại nàng cũng không cảm thấy mệt mỏi, thật là hoàn mỹ. Ken, gợi ý của hệ thống, 300m ra khỏi lối đi bộ xuất hiện hắc thiết bảo rương Ken, gợi ý của hệ thống. 985 m xuất hiện Bạch Ngân Bảo Rương. Liên tiếp nhắc nhở vang dội, phương xa lại có lượng lớn Bảo Rương đang hướng về phía mình vẫy tay, là thời điểm một làn sóng cua quét bắt đầu. Tận thế đâu đâu cũng có zombie, đừng xem thực lực Chu Dương bây giờ là đã an toàn, nếu gặp phải mấy trăm con zombie hành quân, vẫn là chỉ có thể là chạy trốn. Chu Dương không muốn vứt bỏ cơ hội trở nên cường đại, nhất thiết phải thừa dịp bây giờ còn có người sống phân tán zombie sự chú ý. Bọn zombie vô pháp hình thành quy mô, mau mau trở nên mạnh mẽ mới có thể giúp mình không sợ hãi trình độ đại quân zombie. Chúc mừng Túc chủ mở ra Hắc Thiết Bảo Rương, thu được thể chất 3. Chúc mừng Túc chủ mở ra Bạch Ngân Bảo Rương, thu được thính lực cường hóa. Thính lực cường hóa. Năng lực đánh giá đẳng cấp cấp độ E, cường hóa Túc chủ thính giác, cảm giác hòa thanh âm thanh, năng lực phân biệt. Xung quanh phản phất trở nên yên tĩnh lại, sau một khắc vô số thanh âm huyên náo từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thính giác hệ thống lập tức làm ra ứng đối, lọc qua tạp âm, phân tích ra các âm thanh hữu dụng. Tiếng bước chân, tiếng hô cầu cứu, bánh xe mà sát mặt đất âm thanh, zombie độc hữu thanh âm. Chu Dương có thể phân biệt ra được thanh âm khởi nguồn, mà xa nhất có thể nghe thấy động tĩnh của khu phố bên ngoài mấy trăm thước, đại khái có thể đánh giá chuyện gì đang xảy ra. Cái này có phải hay không nắm giữ một phần tư năng lực của Dadedin? Cường hóa thính giác phối hợp năng lực mắt ưng, đây có được tính là phiên bản thấp thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ hay không? Có hai loại năng lực, mình có thể sớm cảm giác được nguy hiểm, sớm ra biện pháp đối phó. Túc chủ Chu dương lực lượng 16 thể chất 14 nhanh nhẹn 12 tinh thần 19 năng lượng 100 dị năng Cấp độ B dị năng nước nóng, LV1, thiên phú. Cấp độ E năng lực mắt ưng, cấp độ E năng lực thính giác cường lực, đại sư cấp đánh trận chiến kỹ xảo, vũ khí nóng tinh thông, vũ khí. Hán kiếm bát diện, đạn vô hạn AK-47 súng trường, RPG khiên vai bazooka, chính phát, đặc biệt đạo cụ. Không có tích phân. 13. Ken, gợi ý của hệ thống, 1000M bên ngoài siêu thị phát hiện hoàng kim bảo rương tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả